và bốn chúng và đoạn nối kinh pháp lại. Cái này á, cái này là ba cái pháp ấn, gọi là ba cái pháp ấn của kinh Pháp Hoa. À, không phải là riêng cái phẩm pháp sư này mà nguyên cả cái bộ kinh này đều dùng ba cái ấn này, tức là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. À, nhà Như Lai chính là tâm từ bi. À, nhà Như Lai chính là tâm từ bi. Bây giờ mình ở trong nhà gì? Bây giờ mình ở trong nhà lửa tam giới. À, cho nên Đức Phật á, Đức Phật khuyên chúng ta là nên ở trong nhà từ bi, tâm từ bi. À, tam giới bất an thì do dư hỏa trạch. À, cái đó cũng là cái vụ nhà lửa ở trong kinh Pháp Hoa này. Kinh Pháp Hoa này có nhiều những ví dụ rất là hay. À, mình học kinh Pháp Hoa là mình nhớ những cái ví dụ nó rất là độc đáo. À, thay vì mình ở trong nhà lửa tam giới thì bây giờ mình ở trong nhà từ bi. Rồi á, mặc áo nhẫn nhục nhu hòa và ngồi trên tòa pháp không. Tòa pháp không đây là hiểu là trí bát nhã. Trí bát nhã, trí bát nhã còn gọi là pháp không. À, nhà từ bi thì ai cũng biết rồi. À, từ bi là tình thương không có điều kiện. À, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc. Quý vị ghi cái định nghĩa của lòng từ bi xuống để mà nhớ. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng và nhất thiết chúng sanh chi khổ. Cái đó là định nghĩa cốt lõi về lòng từ bi. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, tức là từ là đem lại cái niềm vui cho tất cả chúng sanh, lạc đây là niềm vui. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh là bi năng và nhất thiết chúng sanh chi khổ, tức là bi là lấy đi cái nỗi khổ đau của tất cả chúng sanh. À, nhổ tận cái gốc rễ bạc đây, nhổ lên tất cả những cái gốc rễ khổ đau của tất cả chúng sanh. À, từ là mang niềm vui đến cho người, và bi là làm vơi bớt khổ đau của người. Tất nhiên là không có điều kiện. À, thường á, mình thương người ta là vì điều kiện, có điều kiện kèm theo bên nhau, phải không? À, cha mẹ thương con có điều kiện không? Nói có thì nó phủ phàng quá. À, nói có nghe những người mẹ mà không có điều kiện thì thấy cũng đau lòng. Nhưng mà thuốc đắng thì lúc nào nó cũng đạt thật. À, cha mẹ thương con có điều kiện là bởi vì mai kia muốn nọ nó săn sóc mình, nó không có gỡ mình vào trong đó xinh hơn. Chứ gì nữa? Không. À, cha mẹ thương con á, là bởi vì á, con á, chị ăn việc chị phản đối kịch liệt. Chị là một người mẹ là độc đáo nhất trên thế gian. Thương con là biển trời lai láng, không có có điều kiện nào được đặt ra hết. À, rất là hay. Nếu ai cũng giống như chị là trên thế gian này đẹp biết là bao nhiêu. Thầy có nuôi con có điều kiện. Dạ, điều kiện sao? Dạ, con muốn mong nó là hướng về Phật Pháp Tăng. Dạ, điều kiện đó thì quá hay. Không, cái đó là đặt cái điều kiện ra cũng hay. Đặt điều kiện, bây giờ là ai cũng đặt điều kiện là điều kiện mà thương, mẹ thương con á, mà muốn cho con trở về với chánh pháp. Trở về với chánh pháp. Bây giờ đặt ra điều kiện đó, coi thử là điều kiện đó được đáp ứng không? À, tình thương á, mà không có điều kiện á, thì mới được xem là từ bi. Từ bi là tình thương không có điều kiện. Mà có điều kiện được đặt ra thì không phải là lòng từ bi. Tại từ bi á, là nó đi ngang với vô ngã. À, không có thấy mình ở trong cái tình thương này. À, và phần lớn trên cái tình thương trên thế gian này là điều kèm theo cái điều kiện, và khi mà điều kiện không đáp ứng là phiền não khổ đau nó sẽ dễ đầy. À, thương thì cho ăn, mà nếu mà thấy mà xung đột rồi thì lấy đồ ăn trở lại.
Ở trên Melbourne này có một cái chùa, một cái chùa mà có một ông sư người Anh, sư đó bây giờ tịch rồi, mới tịch đây. Thầy không nói tên, nói tên là sẽ phiền não. Sư này đi tới ở một ngôi chùa này, thì sư này thì rất là khó tánh. Tại người Anh là người ăn lê mà họ trực tánh, họ thấy sai là họ nói, họ góp ý. Thì góp ý cái vị thầy ở trong chùa này thì ban đầu thì cung thỉnh, cung kính, nhưng mà ở một thời gian sau là thấy là góp ý chỉ trích quá nhiều, cho nên là sư này là thích làm cái hạnh là dịch kinh viết sách, cho nên là đêm tối ngày là cứ ngồi viết sách dịch kinh thôi. Thì tới trưa mới xuống dưới nhà trù, ở chùa thì không gọi nhà bếp mà gọi nhà trù, thì thấy là bếp là khô lạnh hết, và cái kho mà để đồ là đóng khóa lại luôn, không có mì gói để mà nấu ăn. Tại vì vào trong kho mì gói trong kho mà khóa trái là còn cái thầy đó thì có thể là lái xe ra còn mặc đồ rồi chăng, không ai biết. Thì sư này đó là nó ngồi suy nghĩ, không biết là tại sao mà chùa trưa nay mấy bữa trước là suốt thì có mì gói cái thóc, mà trưa nay suốt thì không có mì gói, mà gạo thì cũng không có. Thấy quý vị thấy còn thầy nói nó thương có điều kiện mà, và khi mà điều kiện mà không đáp ứng thì thầy tự nhiên là lấy đồ ăn. cái đó là cái chuyện mà trước mắt ở trong thành phố Melbourne này. Thầy nghe thầy cũng hỡi ơi luôn, nghe thầy hỡi ơi. Thầy cho phép con hỏi thăm, như vậy thì thầy sư đó không cho thầy chùa người Tây ăn rồi ông đói chứ? Không bánh tay chị. Có chứ, sư cái vị sư đó phải tìm cách để mà giải quyết cái đó. Có thể là uống nước lạnh, có thể là ngồi thiền, có thể ngồi thiền để cho nó qua được đó thôi. Nhìn có một bữa đâu có nghĩa đến gì đâu, nhưng mà đây là nói cái chi tiết của đời sống đó. Chi tiết đời sống thầy nghe, khi mà ở đây thầy nghe hòa thượng Thiền Tôn kể lại cái chuyện đó. Hòa thượng Thiền Tôn là chính người kể, là hòa thượng Thiền Tôn bây giờ còn, nhưng mà vị sư đó là đã qua đời không, nhưng mà tất nhiên là không phải qua đời vì cái bữa mà bỏ ăn. Cho nên là quý vị nghe như vậy, những cái gì như vậy nó vẫn xảy ra trong đời sống của chúng ta, ngay trong gia đình của mình, ngay trong chùa của mình. Chứ đừng nghĩ là nó xa vời, tội lắm. Giờ là phản bội anh, thì anh không chịu, cho nên là hai người cãi vã lớn tiếng, thì anh này mới xuống dưới bếp, anh lấy con dao chặt thiệt á, anh dao cái bản to vậy nè, lên chặt cho cổ nhiều khúc, máu nó phun ra, và sau đó chết tại chỗ. Ở nhà quý vị mà có đau chặt thịt cảm to này phải cất ở trong. đừng có để ngoài, hãy cất bên trong, chặt xong rồi cất bên trong. Chặt xong rồi á, ổng mới bóc phun lên gọi cho con gái nó đi làm. Nó là con ơi, con tới tái với bộ clip là bố đã giết mẹ rồi. Bố đã giết mẹ xong rồi. Tức là làm ông này là giết bà vợ của mình trong chánh niệm. Tức là giết và biết mình đang giết vợ, và giết xong là báo cảnh sát, và ngồi đó để mà chờ tới bắt. Quý vị thấy tưởng tượng không? Làm xong và ngồi đó và chờ cô đi tới bắt đi. Thì khi mà ra tòa đó, tòa mới hỏi cô gái này cái cảm giác của cô như thế nào về cái tội hình của người cha và cái chết thương tâm của người mẹ. Tại con gái duy nhất mà, thì cô con gái này nói rằng á, nhìn thấy á, cái chết của mẹ tôi á, rất là đau đớn, rất là thương tâm, đây là một cái bi kịch của gia đình. Nhưng mà công tâm mà nói, 99% là lỗi ở mẹ của tôi chứ không phải là của cô. Lỗi này là của mẹ. Công tâm mà nói là lỗi này lộn này. Bố không biết bất cứ một cái điều gì cho tới phút thứ 89. 89 là phút nào biết không? Ai mà coi football mới đây đó, vừa rồi biết rồi. Trận banh là 90 phút thôi, mà phút 89 là phút quan trọng nhất. Tức là phút cuối cùng. Phút cuối cùng là Tây Ban Nha chứ, Tây Ban Nha trận này vô địch. Tây Ban Nha là vô địch
cho thắng đức là một không chứ. Cho nên nghe đó thì tới phút 89 là bố chỉ phạm tội phút cuối cùng thôi, và nếu mà tòa phán quyết là có tội là ông này ở tù là 99 năm. Năm nay là 40 mấy tuổi rồi thì ở tù 99 năm, thì biết là lúc mấy tuổi. Thì ở bên Mỹ á, nó cái tòa là ở phương Tây này, vậy là cái tòa nó xử rất là lâu. Tội như vậy nhưng mà xử không ra tội, tại nó chằng chít những cái chi tiết khác nhau. Cho nên thầy kể chuyện đó để mình thấy rằng hai vợ chồng sống với nhau 20 năm không có cái gì bảo đảm hết, không có cái gì bảo đảm là anh yêu em và em yêu anh, không có cái gì bảo đảm, và chỉ một phút thay đổi, một phút giận nhau là trở thành kẻ thù liền và sẵn sàng giết nhau, không có một tình thương nào. Tại vì tình thương này có điều kiện, cho nên là khổ đau ngập tràn. Và từ ngày mà Việt Nam mở cửa đó, Việt Kiều của chúng ta ở ngoài này là hàng trăm hàng ngàn gia đình là rơi vào cái bi kịch như thế này, khổ đau lắm. Ở tại Úc chúng ta rất nhiều người rơi vào cái tình trạng này, chứ không phải riêng gì Mỹ đâu. Chùa Quảng Đức, chùa Linh Sơn cũng có nhiều đệ tử là trong tình trạng như vậy, tức là về bên Việt Nam rước một người nữ qua, rồi cái người nữ này đó là đã có phòng nhất bên đó rồi. Rồi bây giờ qua bên đây là có thêm phòng nhì, là mấy ông bên này là về có phòng nhất, bên này là về bên đó có phòng nhì bên Việt Nam. Thì khổ đau thôi, tức là hai người sống chung một nhà nhưng mà không có ngủ chung một phòng thì khổ đau xảy ra lắm. Và nhiều người bị stress và tự tử chết, cái tình trạng nó xảy ra rất là nhiều. Tới thầy cách đây một năm có một chú khoảng 40 tuổi tới tu viện Đức để gặp thầy, để kể cho thầy cái tình trạng đó. Tại là về bên Việt Nam mà rước một người vợ qua đây, nhưng mà ở chung với nhau là một năm sau là cô này cũng bỏ nhà, cô đi không biết đi đâu. Đi thì coi như là cổ thịt thì cổ điện về, chứ cổ ổng điện không có được. Tức là hai người không có hạnh phúc với nhau, hai người hạnh phúc với nhau thì qua đây là chỉ chờ khi nào mà có mà visa rồi thì đi qua nhà khác ở thôi. Cái tình trạng nó như vậy, khổ đau lắm. Mà bây giờ đó, bây giờ ở bên Bộ Di trú Úc này nó biết được cái tình cảnh của người Việt mình đó. Cho nên là cái dạng mà visa về fiancé đó thì rất khó. Bây giờ ở trên Úc này nó chỉ chấp nhận cái dạng là occupational skill, tức là cái dạng là đi theo dạng tính điểm thì dễ dàng. Đi theo dạng mà nghề nghiệp, tay nghề, có skill mà tốt chừng nào thì nó cho đi nhanh chừng đó. Còn đi cái dạng mà hôn nhân thì rất là lâu, nó xét lâu lắm. Cho nên là ai mà tính cái chuyện mà đi chuyện hôn nhân thì không nên. Tới đi những cái điểm là tốt nhất. Cho nên á, ở trong kinh Tăng Chi á, nói rằng á, người mà có tâm từ á, là có 8 lợi ích. Thứ nhất là được an lành trong đời sống lúc chưa ngủ, lúc mà tức là cái đời sống mà lúc thức á, lúc còn thức thì lúc nào cũng yên ổn. Cái người mà có tâm từ bi á, là lúc thức an ổn. Tại vì mình đâu có hận thù với ai, mình đâu có bận tâm cái việc gì, đâu có lo lắng việc gì mà mình không an ổn. Thứ nhì là được an ổn trong giấc ngủ, tức là thức cũng an ổn mà ngủ cũng an ổn. Mình có cái tâm từ bi thì mình ngủ mình đâu có nằm ác mộng. Ai có ai mà ác mộng nhiều không? Hả? Gì tốt? Ngủ không có sợ, ngủ rất là yên giấc. Hòa thượng Bảo Vương hồi nãy nói như thầy á, là Hòa thượng tối qua ngủ không được. Biết thầy nói sao? Thầy nói là Hòa thượng thiếu lòng từ bi thôi. Ủa?
trong cái này là trên kinh Tăng Chi nói cho đâu phải con nói. Con nói và đừng nói sao thầy dám nói mà nói không, cái này này Phật nói cho đâu phải con nói không, cái này là thiếu lòng từ bi cho nên ngủ không được. Hả? Nhiều khi cơ thể nó bị cái gì nó có gì chứ. Cái này là Phật nói nè, ngủ không ngủ được là thiếu lòng từ bi. Mấy bữa nào là quý Phật tử ở chùa Đại Sơn là mất ngủ nhiều lắm. Bởi ngủ chung một phòng mà phòng tới mười mấy người sao cũng thiếu lòng từ bi hết, chờ phải ráng tu. Thầy hỏi thêm lý do là hòa thượng mất ngủ là bởi vì á, hòa thượng đưa lên cái rằng là bởi vì đức tăng thống viên tịch. Đức tăng thống viên tịch là bởi vì á, bởi vì thiên hạ trên nước Úc này là biết hòa thượng là hồi xưa cũng là thân với hòa thượng tăng thống, cho nên là nửa đêm điện tới hỏi thăm là khi nào làm lễ, nhưng mà có cái ông đó cũng là mắt nhắm mắt mở. Nửa đêm mà nghe tin đó giật mà dậy, nói hòa thượng ơi, con mới nghe hòa thượng Hiền Tôn mới tình không biết tức rồi. Tức là cái ông đó mắt nhắm mắt mở là nói gọi lộn tên, thay vì nói là thượng quyền quang mà nói là thượng quyền quang. Có thể bị bệnh hoặc là thượng mắt ngủ đâu. Không thể tưởng được hết. Nhưng mà những cái chuyện đó nó vẫn xảy ra trong đời sống của chúng ta. Trùng danh nguy hiểm lắm ha. Trùng danh nguy hiểm cho mà mình cố gắng mình tránh đừng có đặt tên trùng. Trùng danh, trùng tánh, trùng họ, trùng tên. Nhà khổ đau. Thứ ba là được chư thiên hộ trì, những người nào mà có lòng từ bi được chư thiên hộ trì. Chư thiên là ở cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đau lợi, cõi trời dạ ma, cõi trời cao xúc. Cõi trời cao xúc là bây giờ là Đức Phật Di Lặc đang cư trú ở trên cõi trời cao xúc. Những người mà có tâm từ là phần lớn chết là thác sanh về cõi trời cao xúc. Được chư thiên hộ trì, chư thiên gia hộ. Cái Phật tử bên Đại Thừa thì là ít khi mà cầu chư thiên, nhưng mà Phật tử bên Theravada là lúc nào họ cầu chư thiên. Phật tử Theravada là họ cúng Phật ít mà cúng chư thiên thì nhiều. Cho nên á, ở Việt Nam mình là ảnh hưởng là Theravada là có cái bàn thiên á, ở trước nhà có cái bàn thiên là cúng chư thiên, là bởi vì chư thiên gần hơn là Đức Phật, gần gũi hơn Đức Phật, cho nên họ cúng trời nhiều hơn là Đức Phật. Thường người ta nói là trời xong mới tới Phật, là Phật xa hơn trời, phải không? Cho nên là tôi cúng chư thiên, gần gũi được chư thiên hộ trì, yêu tinh ma quỷ để không xâm phạm. Những người mà có cái lòng từ bi lớn là những cái loài yêu quái ác tinh họ không có xâm phạm đến mình. Cái lòng thương mình bao la phủ trùm thì cái loài yêu quái ác tinh nó không có xâm phạm, mà yêu quái ác tinh là xâm hại mình là mình có vấn đề, mình có vấn đề, có cái lực mà bị ma nhập, bị ma coi như là trù ẻo mà là mình có cái lực. Phước đã hết, phước không còn, cho nên phải ráng tu. Độc trùng đao kiếm không xâm phạm, chứ là những người mà có tâm từ đao kiếm độc trùng. Nếu mà có bị trúng độc thì chẳng nữa thì không có chết. Nhưng mà ngài giống như ngài Huệ Tư bên Trung Quốc mà bị trúng độc ba lần mà không có chết là nhờ công đức truyền kinh hôm qua. Và ngài thánh nhập liên thánh nhân
là bị đem ra pháp trường kiếm đao kiếm mà đâm ngài không thủ và chặt đầu ngài không đứt, nhờ cái công đức tu hành và lòng từ bi của ngài. Cái đó là cái chuyện mà gần nhất trong triều đại của chúng ta, thời đại của chúng ta, là Nhập Liên Thánh Nhân người Nhật. Nhập Liên Thánh Nhân người Nhật là cái người mà xíu dương kinh Phật Quang, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chứ không phải niệm Phật. Thì Nhập Liên Thánh Nhân là người là chỉ trích Nhật Hoàng và lên án cái chính phủ độc tài đảng trị của nước Nhật. Và bị những cái chính phủ này họ đem ra họ xử. Thì khi mà họ mà đưa đầu ngài cho kiếm là kiếm tự gãy, kiếm tự gãy, không sang bài được ngài. Và sau đó họ sợ hãi và họ thả ngài ra, ngài Nhật Liên Thánh Nhân được mọi người chung quanh yêu mến. Người mà có tâm từ bi thì được mọi người chung quanh yêu mến. Cái điều đó rất là dễ dàng, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng tươi mát, lúc nào cũng quan hỷ vui vẻ thì ai cũng thương mến mình. Khi chết thì được sanh lên cõi trời. Cõi trời nào? Cõi trời đấu xuất. Tất cả cõi trời, nhưng mà cõi trời đấu xuất là thường nhận những cái người mà có lòng từ, và cuối cùng là được giải thoát. Cái đó là tám cái lợi ích của người có lòng từ bi. Lòng từ bi là trong cái nhà ha, nhà lấy lòng từ bi làm nhà, lấy lòng từ bi làm nhà. Thứ hai á là mặc áo nhẫn nhục nhu hòa, mặc áo nhẫn nhục nhu hòa. Cái quan trọng thứ hai, pháp thứ hai là cái phần pháp sư này là lấy tâm từ bi làm nhà, lấy nhẫn nhục nhu hòa làm áo, làm áo để mặc. Bây giờ mình mặc áo gì? Mặc áo gấm, mặc áo tràng, mặc áo lụa hết. Nhưng mà ở trong kinh nó là mặc áo nhẫn nhục. Cái gì thay ha? Mặc áo nhu hòa nhẫn nhục.